Rõ rồi cô. Bây giờ tôi sang cái công thức, đơn giản là cái công thức thôi nha. Nếu mà xử lý bằng xử lý á, thì theo cái nghiên cứu của chúng tôi đó, thì tốt hơn hết là các bạn dùng cám lụa. Cám lụa là cái cám gạo mà không có chấu á, và các bạn trộn với bột gạo mịn. Các bạn trộn với bột gạo mịn và tính theo lượng khô nhá. Cái công thức các bạn có nhìn thấy không? Nhìn ở rõ đây rồi. Là khi mà chúng ta xử lý để mà xử lý nhanh á, thì chúng ta sẽ dùng, chúng ta dựa vào cái vi khuẩn là vi khuẩn chúng ta dựa vào vi khuẩn dị dưỡng. Cái vi khuẩn dị dưỡng này nó sẽ tiêu thụ ammonia và nitrit. Cái quá trình nó xảy, quá trình xử lý nó xảy ra nhanh hơn nhiều so với chúng ta xử lý bằng các cái vi sinh vật chuyển hóa nitơ, và nhanh hơn nhiều so với việc thúc đẩy tảo. Tảo nó cũng dùng ammonia và nitrat đấy, dùng như là phân á, cả dưỡng chất cho nó. Thì ra khi các bạn gây tảo hay là những khi các bạn cho các cái loại phân bón vô cơ vào đó, nhưng mà nó chậm lắm, xử lý nó rất là chậm. Và chúng ta phân biệt ở đây nhé, các cái vi sinh mà các bạn mua trên thị trường á, là có vi sinh để xử lý các cái thức ăn thừa, tóm lại các cái thức ăn thừa ấy, rồi có vi sinh chuyển hóa nitrat. Nhưng mà những cái vi sinh chuyển hóa nitrat đó ấy, thì nó rất dễ chết. Cái bản chất của nó là như vậy, nó rất là dễ chết. Thế mà đồng thời ấy, quá trình xử lý nó rất chậm. Nó xử lý ammonia thì nhanh, dễ, nhanh, nhưng mà nó lại gần như là nó dừng lại, nó chậm ở cái giai đoạn mà từ nitrit đi tiếp, xử lý tiếp. Vì cái quá trình xử lý nó đi qua nhiều cái công đoạn lắm, cũng giống như là chúng ta may một cái áo hay một cái dây chuyền dài tự dưng là bị tắc nghẽn, là một dây chuyền thì nó cũng sẽ bị tắc nghẽn. Còn mà chúng ta dùng trong cái quy trình xử lý bằng cám gạo thì nó có sẵn trong nước. Còn nếu như ao của các bạn ấy là ao mà đáy bạc luôn ấy, không tiếp xúc được với đất, thì cái lượng vi khuẩn nó sẽ ít. Thì khi đó chúng ta sẽ bổ sung bằng cách là chúng ta đi lấy vài cái thùng bê, cái đất tốt ở một cái ao nào đó mà các bạn nghiền nát cái đất đó ra, thì các bạn sắp xa ao thôi. Nó có sẵn ở trong tự nhiên rồi các bạn. Thì cái công thức như thế này này, đầu tiên các bạn phải đo ammonia là bao nhiêu, rồi nitrit là bao nhiêu, và nitrat nữa. Nhưng mà nitrat thường nó cũng không có cao, tại vì đến cái giai đoạn nitrat rồi ấy, thì nó lại bay đi luôn. Đó, nó lại đi tiếp đến cái giai đoạn nitơ, nó dừng ở nitrit, cho nên thường là nó sẽ dừng ở đây. Thì các bạn sẽ lấy cái ammonia tổng nhé, cái tổng đó, cái mà các bạn đo ra được ấy, chứ chưa phải là cái tính. Muốn tính được cái muốn có ammonia độc thì sau khi đo chúng ta phải tính. Thì ở đây á, chúng ta lấy cái mà chúng ta đo được cái sau khi chúng ta so màu á, nhân với 0,8, rồi chúng ta lấy NO2 nhân với 0,3, cộng hai cái này lại với nhau, thì cái này này, cái mà tôi bôi ở đây này, các bạn nhìn cái tôi bôi đen đen vậy, cái đó người ta gọi là nitơ. Và đấy là cái cơ sở để chúng ta tính cái lượng carbohydrate của chúng ta thêm vào. Chúng ta sẽ nhân cái lượng đó lên gấp 10 lần và 20 lần. Ví dụ như là ammonia tôi đo được là 5, NO2 đo được là 10. Ôi cao lắm rồi đó, cái này là cao ghê gớm lắm rồi đấy. Thì tôi lấy 5 là ammonia này, tôi nhân với 0,8 ra 4, đúng không nào? Nitrit là 5, tôi nhân với 0,3
ta 1,5 thì cộng hai cái này lại thì là 4, 4 cộng 1,5 là 5,5. Nếu tôi nhân với 20 thì nó ra 110 ppm. Nếu tôi nhân với 10 thì nó ra 55 ppm. Thì như vậy cứ 1000 mét khối tôi phải đánh từ 55 đến 110 kg carbohydrate. Nếu như cái lượng carbohydrate ra cao quá, các bạn đừng đánh vào một ngày, các bạn sẽ xẻ ra 2 ngày hoặc 3 ngày. Nhưng lời khuyên, đừng có bao giờ để cho ammoniac và nitrit nó lên cao như vậy. Mà khi nó bắt đầu nó vượt cái ngưỡng tối ưu rồi, xử lý ngay. Hoặc như chúng tôi làm á, là khi mà chúng tôi khi chúng tôi làm á, là khi mà bắt đầu gây màu nước á, là chúng tôi đã sử dụng luôn 7 kg cái hỗn hợp cám và bột gạo trên 1000 mét khối. Và cứ mỗi tuần là chúng tôi đánh 1000 đánh trong 1000 mét khối đó 7 kg, thì hầu như là cái ammoniac và nitrit á, nó không vượt cái ngưỡng tối ưu. Và khi nó bắt đầu nó đến cái ngưỡng tôi yêu một cái là tăng cái lượng carbohydrate lên luôn để xử lý luôn, không để nó lên cao. Ở Thái Lan á, rồi ở Indo và ở Mã Lai thì người ta khuyên những người nuôi tôm dự trữ sẵn bột mì. Và khi mà nó lên cao như thế là người ta đánh bột mì xuống. Các bạn đừng lo độc, vì nó cũng là thức ăn, nó là thức ăn cho tôm luôn. Và carbohydrate này nó là cái gì? Carbohydrate này nó là cám gạo này, bột gạo này, bột khoai mì này, bột sắn này, đường gluco này, rỉ đường, bột bắp, bột mì. Đó, nó rất nhiều loại. Nhưng mà sở dĩ tôi khuyên các bạn dùng cám gạo và hỗn hợp cám gạo và bột gạo là vì sao? Là vì trong nghiên cứu của chúng tôi, cái cám gạo và bột gạo hỗn hợp này nó xử lý tốt nhất, nhanh nhất. Hơn nữa, nó rất là rẻ. Việt Nam chúng ta là nước xuất khẩu gạo, chúng ta chẳng thiếu gì cám gạo, chẳng thiếu gì gạo. Và từ đó chúng ta xay ra, mịn ra thì là bột, bột mịn. Nhưng mà bột chúng ta nấu bột cho con nít ăn nhé, bạn dùng cái đó là cái cám gạo rất là rẻ. Ví dụ như trong cái trường hợp này, các bạn thấy trong trường hợp này là nó cao lắm rồi, nitrit ghê gớm lắm rồi, thì cứ cho là các bạn đánh 110 kg đi, chắc các bạn mất bao nhiêu triệu bạc chứ mấy. Để các bạn nhìn thấy, các bạn nhìn trên cái hình này, này. Một chục là cái ngày mình bắt đầu từ là cái một chục là cái hàm lượng ammoniac lúc đầu chúng tôi đánh là đến những 5 ppm và NO2 cũng 5 nitrit 5 ppm. Các bạn sẽ thấy là hàng loạt các cái tôi sử dụng các cái men vi sinh nhá, Yoka cũng có Aqua N, Aqua S, Aqua C vân vân, rồi gluco, rồi gluco với gì đường vân 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 vân. Thì chỉ riêng cái hỗn hợp cám với bột gạo là cái đường đi một mình đấy, đó là cái hàm lượng ammonia nó tụt xuống rất nhanh. Chưa đến 2 ngày thì nó từ 5 ppm nó xuống còn có 0,5 thôi, chưa đến 2 ngày. Còn ammonia, nitrit, xin lỗi, nitrit là chúng tôi cũng dùng là trên 5 ppm là thì trong vòng có hơn 2 ngày nó xuống 1 ppm. Đến 3 ngày là nó đã xuống dưới 1 ppm rồi. Và các bạn nhìn thấy là nếu mà tôi sử dụng các cái men vi sinh với các loại khác đấy thì đến trên
gần như là trên 20 ngày, thậm chí 25-30 ngày mới xử lý được, có cái cũng xử lý được luôn. Nhưng để mà hết sạch sành xanh nitrit tôi chỉ cần có hơn 8 ngày bằng cám vào một gạo thôi. Và đây là lần các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đánh bằng cám vào một gạo, thì cái màu của nó cũng không hẳn là nâu mà nó cũng hẳn là sắc. Tôi đánh ở ngoài, cái này là trong phòng thí nghiệm, nhưng không phải trong phòng thí nghiệm đâu, chúng tôi để ngoài trời đấy, là khi chúng tôi làm thực nghiệm. Chúng tôi nghiên cứu rất là nhiều, một cái thời gian tương đối dài. Và khi nó đã hình thành cái hệ đó rồi, chúng tôi tiếp tục, chúng tôi cho khí độc vào rất là cao. Chúng tôi tiếp tục, chúng tôi cho khí độc vào cao lắm. Và chúng tôi lại tiếp tục, chúng tôi cho bột gạo vào, cùng với lại bột gạo và bột cám gạo vào. Cái hỗn hợp đó trộn vào với nhau thì nó xuống rất là nhanh. Đấy, như các bạn nhìn thấy sau khi đã có hệ vi sinh vật đó, chỉ có 2 ngày xử lý sạch sinh xanh nitrit, chỉ có 2 ngày. Mặc dù chúng tôi cho vào, các bạn nhìn thấy là cho vào đến 10 ppm là. Vì sao mà nó xử lý nhanh như thế này? Là vì trong nước nó đã có sẵn cái hệ vi sinh vật phát triển tương đối tốt. Hệ vi sinh vật mà xử lý á, khi chúng ta cho cám vào đó là cái vi sinh vật nó ăn cám và nó ăn cái nitrit và ammonia liền, thì nó giảm xuống rất là nhanh. Và chúng tôi nói chung á, là nó nhanh hơn rất nhiều so với chúng ta dùng các cái vi sinh vật bán trên thị trường. Thì ra lời khuyên của chúng tôi là trước khi mà thả giống thì chúng ta phải gây hệ tảo và vi khuẩn có lợi. Gây hệ tảo thì cũng như là các bạn gây màu nước bình thường thôi. Thì khi mà gây màu nước thì thường tôi thấy là bà con ta hay thêm các cái loại phân gốc amoni và gốc nitrat vào để gây tảo đó. Nhưng mà theo cái lời khuyên của chúng tôi á, thì các bạn nên đánh luôn, vừa dùng thêm men vi sinh nữa và dùng luôn 5-7 kg hỗn hợp. Chúng tôi dùng là 7 kg trên 1000 m³ và cứ mỗi tuần chúng tôi đánh, và chúng tôi theo dõi rất sát cái hàm lượng ammoniac và nitrit. Khi mà nó chạm cái ngưỡng tối ưu một cái là chúng tôi tăng cái lượng cám và bột gạo lên ngay lập tức để xử lý. Các bạn nhìn thấy là ngay từ đầu tôi cho vào chỉ có mỗi 7 kg trên 1000 m³ thôi, 1000 m³, đúng hơn là 1000 m³ hoặc là 1200 m³, tại vì nước thì của chúng tôi chỉ có 1m2 thôi, không có sâu, nước của chúng tôi không sâu. Cái vi sinh vật mà nó tạo thành cái quần thể thì đó lại là thức ăn rất tốt cho con tôm nữa. Và tại sao tôi khuyên là dùng cám hoặc bột gạo là vì, và các bạn nên nấu nó lên loãng loãng như là cháo loãng, nấu lên được ăn tạm thì tốt hơn. Là vì sao? Là vì có gạo nó cảm cái nhầy đó, nó sẽ lơ lửng trong nước và vi sinh vật đó, nó bám vào để nó phát triển. Thì những cái hệ đấy, cả cái quần thể đấy, chúng ta gọi là các cái block, ba block, thì cái ba block đó nó lơ lửng ở trong nước, thành ra vi sinh vật nó sẽ phát triển nhanh, nó không bị chìm xuống dưới đáy, nhưng mà đồng thời nó lại là thức ăn cho con tôm nữa. Nhưng lưu ý là cái phương pháp này nó như là con dao hai lưỡi, vì nó tiêu thụ oxy rất là mạnh. Cho nên là khi các bạn dùng phương pháp này là các bạn, nhất là khi mà nồng độ, cái hàm lượng mà ammoniac và nitrit nó lên cao á, và các bạn đánh xuống nhiều á, cám với bột gạo là các bạn phải sụp khí rất là okay. Để tránh mất oxy. Tất nhiên là các bạn phải theo dõi, các bạn phải đo oxy, sụp khí nhiều. Nhưng mà nếu bây giờ các bạn sụp và các bạn thấy là một ngày mà tôi sụp mấy tiếng, 5 tiếng đi,
nó 10 tiếng đi là tôi thấy đã đủ rồi, thì tôi không lẽ gì tôi thế là tôi thấy đã đủ trên 5 ppm, 5,5, 6 ppm oxy rồi, thì không lẽ gì mà tôi lại phải sụp 24/24. Chúng ta cần phải đo oxy thường xuyên, oxy nó là một thông số rất quan trọng, nhất là khi chúng ta xử lý các cái khí độc. Các bạn là cái slide không ạ? Tôi đưa lại cái công thức nhá. Tôi đưa lại cái công thức, các bạn bạn nào mà chưa chép được thì chép nhá. Nhìn rõ lắm cổ. Cái công thức này các bạn chép cái công thức này này nhá. Nghĩa là chúng ta tính cái liter không thôi nhá. Cái liter trong ammonia và liter trong nitrit, rồi chúng ta lấy cái lượng liter đó chúng ta nhân với 10 lần và nhân với và hoặc là 20 lần để chúng ta đánh trong cái khoảng đó. Các bạn hỏi tôi là chính xác là bao nhiêu, tôi không thể trả lời là chính xác là bao nhiêu đâu các bạn. Trong sự sống này nó không có sự chính xác như là 1 cộng 1 bằng 2. Khán giả chụp cái màn hình theo cái không phải là 10 trừ đi 20 nhá. 10 đến 20 lần để tôi đánh vào đây cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Không phải dọc. Nhân lên từ 10 đến 20 lần. Ở dưới tôi cho cái ví dụ đấy, một cái là nhân với 20 và một nữa là nhân với 10 và chúng ta đánh trong giữa cái khoảng đó. Cứ tính ra 10 ppm thì tương đương với 10 kg trên 1.000 mét khối. Từ chỉ cần ppm các bạn suy ra kg nhưng mà trên 1.000 mét khối. 1 ppm nó tương đương với 1 kg trên 1.000 mét khối. Khán giả có thể chụp ảnh cái công thức này vào. Thì trên thị trường ấy mà Doanh cũng xử lý cho tất cả người nuôi tôm nuôi cá và xử lý cái NO2 đấy, thì rất nhiều trang trại cũng có đặt câu hỏi về là xử lý bằng cám gạo ấy, nhiều khi nó bị thối nước đúng không ạ? Thì đương nhiên nếu như các bạn mà không có cái công thức này mà áp dụng đúng thì các bạn cứ đánh vo thôi đúng không ạ? Thế là độc tố nó lên cao, bạn cứ hất vo xuống thì nhiều khi là nó cái lượng nó dùng quá nhiều thì dẫn đến cái trường hợp nó cũng có thể là gây đến thối ao, thối cái nguồn nước. Tại vì các bạn biết là trong cám gạo ấy, như tiến sĩ ông phân tích với tất cả các bạn biết là trong cái cám gạo nó rất nhiều vitamin đấy, và cái thứ hai nữa là cái nguồn gốc của cám gạo của các bạn ấy, nhiều khi các bạn xử lý không tốt ấy, nó rất nhiều các cái lấm mốc đấy, độc tố lấm mốc và thậm chí có cả cái mầm bệnh đấy, tại vì nó độ ẩm trong cám gạo nó rất là cao đấy, và thứ hai nữa là nó nhiều vitamin nên là dẫn đến cái việc các cái vi khuẩn gây hại nó xâm nhập rất là nhanh đấy. Các bạn cứ không tin, các bạn cứ thử xem, cứ để cám gạo tầm khoảng 5-7 hôm cái là nhìn nó mốc rồi đấy. Nên là tiến sĩ cũng khuyên các bạn là chúng ta lên nấu cám gạo mới cùng với cả cái bột gạo đấy cho nó sánh vào, xong bắt đầu chúng ta té đấy, kể cả lúc chúng ta gây màu hay là chúng ta dùng để chúng ta xử lý độc tố đúng không. Thì cái vấn đề không thể phủ nhận được nữa là cái cám gạo và cái tinh bột gạo có thể xử lý tốt nhất trong thời điểm hiện tại bây giờ là hơn cả men vi sinh và hơn cả các cái chế phẩm khác. Tại vì tiến sĩ cũng làm rất nhiều các cái thí nghiệm rồi, nên là tất cả bà con chúng ta là yên tâm để sử dụng những cái vật liệu rẻ tiền như thế này đúng không, và nó lại giảm được nhanh đúng không? Trong vòng có 8 ngày thôi nó có thể giảm và hết cái độc tố, và cái độc tố này thì nó sau này nó có một cái hệ đệm trong nước rồi, nó có một cái độ hệ flux trong ao rồi, thì cái độc tố nó quay trở lại nó rất là khó có thể quay được lại đấy. Như nếu các bạn xử lý bằng các cái phương pháp khác, ví dụ như đảo nước ra đảo nước vào chẳng hạn, hay là gì đó, thật là các phương pháp này thì có thể là nó sẽ quay trở lại đấy. Nên là cũng rất mong muốn là các bạn là có thể là nhìn được cái công thức này để chúng ta sử dụng sao cho nó đúng liều, và không phải là chúng ta cứ thấy cám gạo là chúng ta lại hất trong ao đúng không ạ.
thứ nhất là nếu như chúng ta không đun được thì chúng ta phải chọn ra những cái vi sinh, cái chế phẩm vi sinh tốt đấy để chúng ta ủ ủ cho nó chín này, nó thơm lên, đúng không? Thì trong quá trình ủ đấy thì các cái vi sinh vật có lợi từ vi sinh và nó sẽ vào, nó sẽ diệt các cái lấm mốc rồi những cái độc độc tố gây gây bệnh đấy, và nó chuyển hóa một số cái chất vitamin beta glucan khác, sau đó chúng ta giải chúng ta. Và giải chúng ta thì ví dụ như chúng ta đã nghĩa chúng ta nước của chúng ta đang đang có nó có thể lợn cợn hoặc nó có thể là đặc nước rồi, thì chúng ta có thể là giảm ăn đấy, giảm 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 ăn đi, sau đó là chúng ta có thể té 1-2 ngày theo tỷ lệ, chứ không không nhất thiết chúng ta phải phải cho cả hơn 100 kg cám gạo xuống xuống ăn đấy, như cái lời khuyên của tiến sĩ như vậy để cho các bạn nắm được. Ở đây đó mà tôi tính ra đó, cả 100 kg là vì sao? Thì tôi lấy một cái ví dụ là cái hàm lượng cái ammonia và nitrit nó lên cực kỳ cao rồi, cao lắm rồi đấy. Thì các bạn biết là cho phép có một dưới một cái ppm, mà đây tôi lấy 10 cái ppm là chúng tôi đánh vào trong các cái thực nghiệm của chúng tôi, là chúng tôi đưa chủ định chủ chủ động tôi đưa cái nitrit và ammonia vào rất là cao, chứ nó không phải như là thực tế đâu. Tất nhiên khi thực tế mà người ta nuôi ấy, có người nuôi để nó lên đến 19 ppm thì đo, thì tôi hướng dẫn cho đo để nó lên là quá cao rồi, nghĩa là nước kể từ vụ này sang vụ kia chẳng xử lý thì cả, cứ thế nuôi lên chờ mấy ngày xong lại đánh vi sinh hết một vụ tôm hơn 3 tháng, xong rồi 2 tuần đánh vi sinh tiếp, nghĩa là chỉ kết thúc vụ này sang vụ sau là 1 tháng lại tiếp tục, cứ thế tiếp tục mà cũng chẳng thèm đo gì cả, cho đến lúc mà tôm nó ngang nước rồi thì mới bắt đầu lại đi cầu cứu đây.